Chào mừng cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Tường Vũ Channel. Rất vui được gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong video buổi trưa ngày 30 tháng 7 năm 2023. Bây giờ là 12 giờ 45 phút. Hiện tại phía trước màn hình của quý vị và các bạn đó là khu vực chờ lái hành lý tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cập nhật hình ảnh trực tiếp tại sân bay ngày Chủ nhật buổi trưa ngày 30 tháng 7 năm 2023. Kính thưa quý vị, phía bên tay trái màn hình của chúng ta đó là các cái quầy bán hàng miễn thuế ở bên trong ga đến sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Ngày hôm nay thì nhìn tất cả mặt hàng ở trên các cái kệ này không còn một món nào hết quý vị. Đã dọn sạch sẽ rồi. Ngày hôm qua thì căng mấy sợi dây và ngày hôm nay thì sợi dây không còn. Nhưng mà hàng hóa thì dường như đã dọn sạch luôn. Hầu như tất cả những quầy bán hàng miễn thuế ở trong sân bay Tân Sơn Nhất đều rất ít khách đến mà mua. Cho nên thật ra thì lượng hàng bán mỗi ngày chẳng được là bao. Chúng ta cập nhật một số hình ảnh tại khu vực chờ lấy hành lý rồi sau đó chúng ta sẽ xuống ở phía dưới của cửa đến A1 cập nhật trực tiếp hình ảnh nhộn nhịp bà con kiều bào du khách quốc tế hạ cánh xuống Tân Sơn Nhất buổi trưa Chủ nhật ngày hôm nay. Và lời nói đầu tiên, Tường Vũ Channel xin kính chúc tất cả quý vị và các bạn luôn luôn hạnh phúc bình an và gặp nhiều điều may mắn. Bắt đầu dần dần ở phía trên, kiều bào và khách quốc tế đang đi bộ xuống rất đông. Trong buổi trưa ngày hôm nay thì thấy có nhiều chuyến bay quốc tế hạ cánh và phía trước màn hình của chúng ta đó là tiếp viên của hãng hàng không EVA của Đài Loan. Kính thưa quý vị, trên bảng điện tử thể hiện bây giờ là 12 giờ 48 phút và trong ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đón đặc biệt những vị khách, một số anh chị trên chuyến bay đến từ Thái Bay của Đài Loan hạ cánh lúc 11 giờ 40 phút của hãng EVA BR391. Trước đó thì cũng cùng giờ 11 giờ 40 phút có một chuyến đến từ Busan của Hàn Quốc. Ngày hôm nay thì có một chuyến đến từ London của Anh lúc 11 giờ 55 phút và sau đó thì lúc 13 giờ hàng loạt chuyến bay quốc tế hạ cánh đến từ Osaka, Nhật Bản, Bangkok của Thái Lan, Busan của Hàn Quốc, Bangkok, rồi Malaysia, Siem Reap. Phải nói trong ngày Chủ nhật hôm nay hàng loạt chuyến bay quốc tế hạ cánh, kính thưa quý vị. Lúc 11 giờ 20 phút, 11 giờ 30 phút cũng có nhiều chuyến bay như là đến từ Incheon, Seoul, rồi Singapore lúc 12 giờ 15 phút. Bangkok cũng lúc 12 giờ 30 và 12 giờ 40 thì có một số chuyến đến từ Incheon, Seoul của Hàn Quốc luôn. Kính thưa quý vị, ngay lúc này đây thì mình đang có mặt trực tiếp ngay cửa đến A1 luôn. Và chúng ta thấy ở tại sảnh đợi A1, A2 trong ngày hôm nay cực kỳ đông luôn. Bà con đang kéo nhau đến sân bay rất là đông luôn quý vị. Phía bên trong thì Việt Kiều về cũng đông ngợp đi. Có thể nói rằng trong buổi trưa ngày hôm nay còn đông hơn là buổi tối luôn. Ngày hôm nay thì mình cũng cập nhật trực tiếp theo lời yêu cầu của một chị đến từ Mỹ bay quá cảnh của hãng EVA, ký hiệu của chuyến bay BR391 hạ cánh lúc 11 giờ 40 phút. Tất nhiên thì sau khi mà màn hình điện tử thông báo hạ cánh thì chúng ta cứ thoải mái, bởi vì khoảng 90 phút thì các thủ tục ở bên trong mới hoàn thành. Thủ tục nhập cảnh rồi chúng ta phải chờ đợi lấy hành lý cũng khá là lâu, đặc biệt là ngày cuối tuần ở tại bên trong sân bay càng đông hơn, bởi lẽ nhiều chuyến bay hạ cánh cùng một khung giờ cách nhau khoảng 10-15 phút mà thôi.
Phải nói trong buổi trưa ngày hôm nay là còn đông hơn buổi tối đó quý vị. Khách nước ngoài cũng đến Việt Nam rất là đông trong mùa hè năm nay. Kính thưa quý vị, như chúng ta cũng biết thì Việt Nam thăng 10 bậc trên bảng xếp hạng hộ chiếu quyền lực nhất thế giới. Theo đó thì hộ chiếu của Việt Nam tiếp tục thăng hạng trong bảng xếp hạng khi vươn lên vị trí thứ 82 với 55 điểm đến mà không cần phải xin thị thực. Bảng xếp hạng hộ chiếu toàn cầu của Henley and Partners dựa trên dữ liệu từ Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế IATA. Trong đó hộ chiếu của các quốc gia được xếp hạng dựa trên số điểm đến mà người sở hữu hộ chiếu có thể nhập cảnh không cần xin thị thực. Chỉ số hộ chiếu Henley được coi là một trong những công cụ tham khảo về tiêu chuẩn khi đánh giá thứ hạng của một cuốn hộ chiếu về tính di chuyển di động toàn cầu. Wow, bên trong phải nói là rất là đông kiều bào về luôn quý vị ơi. Thật sự là trong buổi trưa ngày chủ nhật hôm nay còn đông hơn là buổi tối nữa. Ngày hôm nay thì Tường Vũ Channel sẽ cập nhật toàn cảnh của chuyến bay Eva BR391. Hy vọng thì một chị đến từ Mỹ sẽ thấy được gia đình của mình ở trên video clip này. Như vậy với cuốn hộ chiếu của Singapore thì công dân nước này được phép nhập cảnh 192 quốc gia trong số 227 điểm đến toàn thế giới mà không cần phải xin thị thực. Và Singapore từng đứng đầu bảng xếp hạng vào năm 2021 với 194 điểm đến miễn thị thực không cần phải xin. Và Nhật Bản xếp vị trí thứ hai với 193 điểm đến được miễn thị thực luôn. Vào năm 2022 thì Singapore với Hàn Quốc cùng xếp vị trí thứ hai với 192 điểm, Nhật Bản với 193 điểm. Tuy nhiên thì năm nay, năm 2023 thì Nhật Bản đã tụt xuống vị trí thứ ba với 189 quốc gia và vùng lãnh thổ được miễn thị thực, cùng hạng với Hàn Quốc, Áo, Phần Lan, Pháp, Luxembourg và Thụy Điển. Xếp thứ hai thế giới đó là các nước châu Âu bao gồm cả Ý, Đức và Tây Ban Nha, khi mà những công dân của ba quốc gia này được miễn thị thực nhập cảnh tới 190 điểm đến. Như vậy thì cuốn hộ chiếu của nước láng giềng Việt Nam, Malaysia xếp thứ 11 khi mà cho phép công dân nước này được phép miễn thị thực nhập cảnh tới 180 quốc gia. Dù sao đi chăng nữa thì Việt Nam tăng 10 bậc trên bảng xếp hạng hộ chiếu quyền lực nhất thế giới cũng là một tín hiệu vui trong năm nay. Hy vọng từ nay cho đến cuối năm 2023 thì Việt Nam sẽ thu hút nhiều hơn nữa lượng khách du lịch quốc tế đến sau khi mà chúng ta áp dụng quy định sửa đổi bổ sung về luật xuất nhập cảnh từ ngày 15 tháng 8 năm 2023, kính thưa quý vị. Kính thưa quý vị, kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2023, công dân của Myanmar, Campuchia và Việt Nam cũng như là 52 quốc gia khác sẽ được cấp thị thực điện tử e-visa để vào Nga. Theo thông tấn RIA dẫn thông báo của Cục lãnh sự thuộc Bộ Ngoại giao của Nga đã đưa ra thông báo ngày 28 tháng 7, thị thực điện tử sẽ chính thức được ra mắt lúc 10 giờ sáng giờ Moscow ngày 1 tháng 8 năm 2023 sắp tới đây. Theo thông báo, nước này sẽ chính thức cấp thị thực điện tử e-visa cho 52 quốc gia thân thiện với Nga và thêm 3 quốc gia khác là Việt Nam, Campuchia và Myanmar. Kính thưa quý vị, thị thực này có hiệu lực trong 60 ngày và cho phép du khách nước ngoài nhập cảnh vào Nga với mục đích du lịch và kinh doanh. Trước đó, trong một cuộc gặp với các thành viên của chính phủ, Tổng thống Nga
Vladimir Putin đã ủng hộ việc triển khai hệ thống e-visa từ ngày 1 tháng 8 năm 2023. Và tờ Investia dẫn lời Phó Thủ tướng Nga, Trung Quốc và Ấn Độ có thể sẽ là hai quốc gia đầu tiên áp dụng hệ thống thị thực điện tử để nhập cảnh vào Nga. Như chúng ta cũng biết, trước đây tháng 7 năm 2020, chính phủ Nga đã thông qua luật cho phép công dân từ 52 quốc gia thân thiện với Nga, gồm một số quốc gia thuộc Liên minh châu Âu EU, cũng như là một số nước khác như là Nhật Bản, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Triều Tiên, Ấn Độ, Indonesia, Philippines, Bahrain, Iran, Malaysia, Kuwait và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cũng như là Singapore đăng ký cấp thị thực điện tử để nhập cảnh vào nước này. Tuy nhiên, đến tháng 1 năm 2020 thì chính phủ Nga đã ngừng áp dụng thị thực điện tử do đại dịch Covid-19. Như vậy có thể thấy rằng ngày 1 tháng 8 sắp tới đây thì Nga tiếp tục đưa ra chính sách về thị thực dễ dàng hơn và rất thuận lợi cho du khách quốc tế, đặc biệt là Việt Nam, một trong những đất nước rất là thân thiện với Nga. Phải nói trong buổi trưa ngày hôm nay thì chúng ta thấy cả hai bên trái và bên phải màn hình, nghĩa là sảnh chờ A1 và A2 đều chật kín người đứng đón chờ người thân. Trưa ngày hôm nay trên chuyến bay EVA PR391 có khá nhiều Việt kiều Mỹ về Việt Nam thăm quê hương, thăm thân nhân. Đặc biệt có một số Việt kiều về các tỉnh miền Tây, rồi miền Đông, miền Trung nữa. Tường Vũ Channel cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả quý vị và các bạn đã dành thời gian ủng hộ đồng hành với kênh YouTube Tường Vũ Channel. Xin kính chúc tất cả quý vị và các bạn luôn luôn hạnh phúc, bình an và gặp may mắn trong cuộc sống. Kính thưa quý vị, quay trở lại với vụ việc phi công của hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Vietnam Airlines trước đây đã vi phạm về cái việc mà dương tính với ma túy, thì hiện nay Vietnam Airlines cũng đã chính thức sa thải phi công này. Và nói việc nghiêm túc của hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Vietnam Airlines vừa cho biết một phi công nghỉ việc do trước đó dương tính với ma túy. Phải nói Vietnam Airlines đánh giá cao cũng như là đặt khách hàng cũng như là đặt cái sự an toàn tính mạng của hành khách là trên hết. Chính vì vậy cho nên Vietnam Airlines đã lập tức khi có kết quả đã cho phi công dương tính với chất ma túy phải nghỉ việc. Tương tự đó thì vụ án mới đây chúng ta cũng biết là sự cố hai chiếc máy bay đã suýt va vào nhau trên đường băng ở tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Hà Nội. Cũng do nguyên nhân là từ kiểm soát viên không lưu đã khiến cho nhiều người phải thót tim. Thật sự nói đối với những người lái phi công thì nắm trong tay sinh mạng của hàng trăm hành khách cùng chiếc máy bay với hàng triệu đô la, đôi khi một sự cố nhỏ thôi cũng có thể gây ra tai họa cho những người ở trên máy bay cũng như ở dưới mặt đất, thậm chí là không hề liên quan đến chuyến bay cũng phải ảnh hưởng thêm. Vậy nên một tác động cẩn thận dù nhỏ nhất cũng không hề là thừa. Vì vậy cho nên việc mà Vietnam Airlines phát hiện kịp thời cơ trưởng đã sử dụng trái phép chất ma túy, chất kích thích, chứng tỏ là khâu khám sàng lọc trước giờ khởi hành được hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Vietnam Airlines được kiểm tra chặt chẽ, sát sao. Chúng ta cũng thử tưởng tượng xem một sự thật khủng khiếp đến mức nào nếu để một phi công lên buồng lái máy bay trong tình trạng vi phạm nồng độ cồn hoặc là chất gây nghiện thì phải nói hậu quả nó vô cùng lớn luôn, kính thưa quý vị. Cho nên với việc mà Vietnam Airlines sa thải thẳng tay cơ trưởng của hãng là một trong những điều mà được dư luận đánh giá cao.
Và kính thưa quý vị, mới đây nhất thì cũng một cơ trưởng nhưng mà không phải của Việt Nam, mà cơ trưởng này ở bên nước ngoài, cũng đã bị bắt tại sân bay vì say xỉn ngay trước chuyến bay chở 267 hành khách. Đó là chuyến bay ký hiệu UA331 của hãng hàng không Mỹ United Airlines. Chuyến này thì có lịch trình là rời sân bay quốc tế Charles de Gaulle của Pháp lúc 5 giờ chiều giờ địa phương. Tuy nhiên thì quan chức an ninh bất ngờ phát hiện ra cơ trưởng trên chuyến bay này có một đôi mắt đờ đẫn và hơi đỏ một chút xíu, cũng như là đi hơi lảo đảo trước khi lên máy bay vào khoảng 3 giờ chiều. Và sau khi kiểm tra hai lần, người này được xác định là có nồng độ cồn trong máu vượt quy định rồi. Các quy định ở Pháp giới hạn nồng độ cồn trong máu của phi công là 0,02 so với giới hạn tại Pháp là 0,05 đối với lái xe. Trong khi đó ở Mỹ giới hạn này là 0,04 đối với phi công và 0,08 đối với lái xe. Tất nhiên thì khi bị thẩm vấn, cơ trưởng này đã cho biết chỉ uống 2 ly rượu vào đêm ngày hôm qua. Tuy nhiên người này vẫn bị bắt để tạm giam. Và thẩm phán nghi ngờ vì cơ trưởng này vẫn đang nói dối về việc anh ta thực hiện đã uống bao nhiêu và tuyên bố rằng có thể xảy ra một vụ tai nạn máy bay khiến cho 267 hành khách nguy hiểm, gặp nguy hiểm. Cho nên nếu để đối tượng này điều khiển máy bay thì phải nói là không biết điều gì sẽ xảy ra. Kính thưa quý vị, tiếp theo đây Tường Vũ Channel xin phép cập nhật tình hình giá vé máy bay từ Mỹ về Việt Nam, cụ thể là từ phi trường Lodz về phi trường quốc tế Tân Sơn Nhất trong tháng 12 năm 2023. Hiện nay thì mình đang kiểm tra đầu tiên là hãng hàng không của Thổ Nhĩ Kỳ Turkish Airlines, khởi hành vào ngày 1 tháng 12 năm 2023 từ phi trường Lodz, sẽ quá cảnh tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Ký hiệu của chuyến bay TK-10, thời gian bay từ Lodz đến Istanbul là 13 tiếng. Ở đây thì chúng ta sẽ quá cảnh là 7 tiếng 55 phút. Rồi sau đó chúng ta sẽ bay từ Istanbul đến Sài Gòn. Ký hiệu của chuyến bay là TK-162, thời gian bay là 9 tiếng 55 phút. Rồi đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, chúng ta sẽ quay trở về Mỹ từ phi trường quốc tế Tân Sơn Nhất quá cảnh tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Ký hiệu của chuyến bay là TK-163. Thời gian bay từ Sài Gòn đến Istanbul là 11 tiếng 20 phút. Tại đây anh chị sẽ quá cảnh 2 tiếng 35 phút. Sau đó chúng ta sẽ bay từ Istanbul về Lodz. Ký hiệu của chuyến bay là TK-179. Như vậy thì lịch trình này mình kiểm tra trong tháng 12 năm 2023. Nếu như chúng ta yêu thích hãng hàng không của Thổ Nhĩ Kỳ thì vé hiện nay mình đang kiểm tra của một người lớn đã bao gồm thuế phí luôn là 1.800 đô la Mỹ nha cô chú anh chị và các bạn. 1.800 đô la Mỹ. 1.800 thì tầm khoảng hơn 40 triệu một chút xíu cô chú anh chị và các bạn. 1.000 đô thì đây là 23 triệu. Như vậy thì đối với hãng Turkish Airlines, hành lý sách tay sẽ là 7kg và hành lý ký gửi là 46kg, mỗi kiện là 23kg. Đó là mình đang kiểm tra của hãng Turkish Airlines. Thật sự mà nói trong buổi trưa ngày hôm nay còn đông hơn là buổi tối luôn quý vị. Hôm nay chúng ta cũng sắp kết thúc tháng 7 rồi. Còn một ngày mai là ngày 31 tháng 7 là kết thúc tháng 7 chuyển sang tháng 8. Mà không ngờ rằng Việt Kiều Mỹ trong ngày hôm nay về cực kỳ đông luôn. Phải nói là phi trường ngày hôm nay Chủ nhật đông hơn buổi tối rồi. Hơi bất ngờ. Bởi vì buổi tối thì lúc nào nó cũng đông hơn. Buổi tối và đêm khuya sau 22 giờ cho đến khoảng 24 giờ thì phi trường mới đông. Nhưng mà ngày hôm nay thì không ngờ là có thể nói là đông hơn buổi tối luôn. Cực kỳ đông. Lúc nãy mình đã xem của hãng
Thổ Nhĩ Kỳ. Bây giờ mình sẽ xem hãng hàng không China Airlines cũng trong tháng 12 luôn nha quý vị. Hãng China Airlines này thì cũng như vậy thôi, nhưng mà giá vé thì nó rẻ hơn, rẻ hơn nhiều luôn đó cô chú anh chị. Giá vé của hãng China Airlines cũng khởi hành trong tháng 12 năm 2023, cũng từ phi trường Lod về Sài Gòn và sau đó chúng ta bay khứ hồi trở lại. Thì giá vé hiện nay mình đang xem là 1.400 đô la Mỹ mà thôi, 1.400 đô la Mỹ đó cô chú anh chị và các bạn, rẻ hơn nhiều luôn. Bây giờ kiểm tra của hãng hàng không Nhật Bản All Nippon Airways ha. Hãng này thì cũng trong tháng 12 luôn cô chú anh chị và các bạn. Trong tháng 12. Đối với hãng All Nippon Airways thì trong tháng 12 này cũng khởi hành từ phi trường Lod về Tân Sơn Nhất. Cụ thể là ngày 1 tháng 12 thì chúng ta sẽ bay từ Los Angeles quá cảnh tại Narita, Tokyo, Nhật Bản. Thời gian bay là 12 tiếng, rồi thời gian quá cảnh là 3 tiếng 25 phút. Sau đó chúng ta sẽ bay từ Narita về Sài Gòn. Thời gian bay là 7 tiếng 20 phút, ký hiệu của chuyến bay NH833. Rồi đến ngày 31 tháng 12, anh chị sẽ bay về Mỹ trở lại từ phi trường Tân Sơn Nhất, quá cảnh tại Narita, Tokyo, Nhật Bản. Thời gian bay từ Sài Gòn đến Tokyo chỉ là 5 tiếng 45 phút. Thời gian quá cảnh là 2 tiếng 40 phút mà thôi. Sau đó anh chị sẽ bay từ Narita, Tokyo, bay thẳng về phi trường Lod luôn. Thời gian bay là 10 tiếng đồng hồ. Thì nếu như anh chị, cô chú chọn đi hãng của Nhật Bản này cũng khá là tốt. Và giá vé hiện nay mình đang kiểm tra là 1.900 đô la Mỹ, khoảng tầm 40 triệu. Hành lý của hãng này cũng là 7 ký sách tay và 46 ký hành lý ký gửi cô chú anh chị và các bạn. Và thì hãng này cũng khá là cao, tháng 12 khá là cao. Mình sẽ kiểm tra thêm một hãng nữa của Đài Loan, hãng EVA. Đối với hãng EVA này thì cũng vậy quý vị, cũng khởi hành trong tháng 12. Ngày 1 tháng 12 mình sẽ bay từ phi trường Lod quá cảnh tại Thái Bay. Thời gian bay là 14 tiếng 40 phút, quá cảnh là 1 tiếng 45 phút mà thôi. Sau đó chúng ta sẽ bay từ Đài Loan về Sài Gòn. Thời gian bay là 3 tiếng 25 phút, ký hiệu BR395. Rồi đến ngày 31 tháng 12 mình sẽ bay trở lại Mỹ từ phi trường quốc tế Tân Sơn Nhất, quá cảnh tại Đài Loan. Thời gian bay là 3 tiếng 15 phút và nối chuyến là 5 tiếng 10 phút. Sau đó chúng ta sẽ bay từ Đài Loan đến Lod luôn. Như vậy thì nếu cái hãng của EVA này á, hãng EVA Airways này thì giá vé tương đối mềm hơn nữa quý vị. Và nếu như cô chú anh chị các bạn yêu thích hãng hàng không của Đài Loan EVA Airways bay trong tháng 12 năm 2023 từ Mỹ về Việt Nam và khứ hồi trở lại Mỹ, thì giá vé cho một người lớn đã bao gồm tất cả các khoản thuế phí luôn là 1.600 đô la Mỹ nha cô chú anh chị và các bạn. 1.600 đô la Mỹ mà thôi. Ngày xưa thì các anh chị cô chú Việt Kiều bên Mỹ thì đa số đi hãng hàng không EVA, rồi hãng Cathay Pacific hay là hãng Singapore Airlines. Còn bây giờ thì nhìn chung bà con thích đi hãng của Hàn Quốc, Nhật Bản và Đài Loan. Quá đông luôn rồi quý vị ơi.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Và như vậy những hình ảnh này cũng tạm khép lại video trên kênh YouTube Tường Vũ Channel ngày hôm nay. Xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Ước mong được gặp lại tất cả cô chú anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.